À, vâng, bé Hùng sẽ gửi cho cả nhà chúng ta những bài hát mà bé Hùng chúng ta yêu thích nhất trong buổi tối trong ngày hôm nay. Và sau bài hát này thì tiếng hát của chị Tuyết Trinh chuẩn bị nha. Yeah.
ơn Giọng ca của bé Hùng rất là nhiều. Và giờ đây xin mời tiếng hát của chị Tuyết Trinh ạ. Thank you.